Ghép miếng to luôn, ghép ghép một miếng bự luôn. Đấy, đó. Nào. Cái này nó không giống cái khác đúng không? Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình vừa đi làm về thì mình có order. Thì mình thấy hai cái phần cá này nè, nó hơi lạ một xíu nên là mình muốn order về mình cũng như là mình làm ăn thử, cũng như mình chia sẻ cho tất cả mọi người về cùng biết về cái hai loại cá này nha. Thì trên tay mình đây đang có một vị, đó là cá hamachi, một đĩa chứ. Còn cái đĩa bên cá nhỏ nhỏ nè mà như con cá nọc của mọi người thì đó là cá mình thái nha mọi người. Thì xí nữa mình sẽ nói chi tiết cho mọi người biết về hai cái loại cá này nha. Thì bây giờ mình có chuẩn bị đó là một cái cháo này, thì mình sẽ cho cái cháo mình bật bếp lên cũng như cho cháo nó nóng xong thì mình sẽ cho dầu ăn vào. Ở cái bước mà cho dầu ăn vào thì nó cũng rất là quan trọng nha mọi người. Ở cái bước cho dầu ăn vào thì nó cũng rất là quan trọng. Thì mình nói chung là mình cũng làm bên thực phẩm. Thì mình có đi qua ở các cái nhà hàng thì mình gặp, mình có thấy những cái ở những nhà hàng lớn, những cái bếp mà người ta hay nấu nướng hay là người ta dùng cho các món chiên á, thì mình thấy là trước khi mà người ta chiên gì đó là người ta sẽ cho cháo lên trước và người ta cho cháo nó nóng, xong rồi thì người ta mới cho dầu ăn vào. Thì mình thấy cũng hơi một xíu gọi là tò mò, thì mình có hỏi những anh bếp. Thì những anh bếp á, thì anh cũng có nói với mình đó là thì cái công đoạn mà làm nóng cháo nó giúp cho cái gì khử khuẩn gì đó, rồi xong rồi thì người ta mới cho dầu ăn vào. Thì mình thấy cũng hay hay nên là mình cũng học theo từ các anh bếp, nên là mình bây giờ mình cứ nấu ăn hoặc là mình chiên gì đó thì mình sẽ cho cái bếp lên trước và cho cháo lên, nó nóng xong cái là mình để khoảng cỡ tầm 1-2 phút gì đó, xong cái là bắt đầu mình cho dầu ăn vào. Rồi. Thì ok, bây giờ mình sẽ nói qua một xíu về cá hamachi hay còn gọi là cá cam, để cho những ai mà chưa biết để mọi người cùng biết nha. Thì ví dụ như mà mọi người đã biết rồi thì ví dụ mình có nói sai gì thì mọi người có thể góp ý cho mình nha. Tại cái đây là mình tìm hiểu được chứ không phải là, thì mình chỉ tìm hiểu ở những cái nhà bếp hay là những cái đầu bếp ở những cái quán hay nhà hàng đó. Thì trong cái ngành của mình thì mình có gặp và cũng như mình tính của mình tò mò nữa nên là mình cũng có hỏi, thì mọi người có chia sẻ thì mình cũng, với lại mình đọc ở trên mạng nữa, nó không, mình không biết là đúng hay sai nhưng mà mình đó là mình nói theo cái kiểu mà mình biết về nó đi. Rồi thì cá hamachi đó là một loài cá mà mình, như mình được biết là nó được sinh sống ở vùng biển sâu của Nhật Bản. Và cái loài cá này là mình thấy nó có một cái điểm hay là ít ai sử dụng nó nha. Nói chung là ví dụ như cá này và cá hồi đi với thịt bò, thì cái con cá này cái hàm lượng calo cũng như protein của nó thì nó sẽ cao hơn là cá hồi và thịt bò. Nhưng mà mọi người thì hay dùng là đó là cá hồi với thịt bò đúng không? Nhưng mà cái con cá này giá thành của nó lại rẻ, nhưng mà cái protein với calo của nó lại cao hơn là cá hồi và thịt bò nha mọi người. Cái đó là mình tìm hiểu được thì mình chia sẻ với mọi người thôi. Thì mọi người nhìn cái lá cá thì mọi người có thấy giống con cá gì không? Thì mình sẽ biết suy nghĩ của mọi người đó là giống con cá ngừ đại dương đúng không? Thì cái hình dạng của con cá này, cá hamachi này với con cá ngừ là nhìn bên ngoài thì nó hơi giống một xíu, nhưng mà cái màu sắc á, thì con cá ngừ cái màu nó sẽ đậm hơn. Thì đó là con cá hamachi mà mình muốn nói đến. Lâu lâu mà cứ chiều về xong cái mình đi làm về rồi bắt đầu mình tự order một phần thịt, nói chung là mình an toàn. Nói chung thịt thì mình có thể mua ở các siêu thị nè. Nói chung là bây giờ mình cũng cái suy nghĩ của mình nó cũng thay đổi, nó dẫn đến là mình cũng ít khi đi hàng ở chợ. Thứ nhất là nó cái nhiệt độ bên ngoài nó cũng không ok, thì thịt nó vẫn ngon nhưng mà nó không, mình cảm giác như là nó không bằng siêu thị á mọi người. Nên là mình bây giờ mình cứ, thứ nhất là mình đi về mình hay mua đồ ăn về, mình về mình nấu với gia đình á, thì mình hay chọn những cái loại thịt mà nó ở trong, nó được có nguồn gốc này. Ví dụ như mình vô siêu thị thì mình biết của ai sản xuất cũng như là bên nào nó đóng gói những cái vị cá như thế này, thì mình mua về mình ăn rất là an tâm.
Nên là từ đó cứ mình mua hay là mình đi làm về xong cái bắt đầu là mình order, xong cái là mình về mình tự nấu ăn, ví dụ những cái gia vị hay là mặn ngọt gì đó thì mình tự thêm, mình cảm giác mình tự làm xong mình tự ăn cơm nó rất là ngon nha. Mọi người có cảm giác giống mình không? Cho mình là cực kỳ thích những cái bữa ăn mà mình tự nấu xong mình ăn xong mình tự làm, cảm giác nó rất là ngon đó. Thì sau khi chiên xong thì kim hai mẹ cá thì nó không đến nỗi cháy nha mọi người, nhưng mà cá là nó đã chín rồi đó. Thì chút nữa mình sẽ ăn cái cá này, thì bây giờ mình tiếp tục mình chiên cá ta ra mình thái nha mọi người. Nếu mọi người đã xem đến đây thì mọi người nhớ cho mình xin một đăng ký kênh nha. Thì mình kênh của mình nó chuyên về nấu nướng nè, cũng như là thực phẩm mà mình đang làm, và những cái mình sẽ biết cái những cái kinh nghiệm về thực phẩm gì, cách chọn thịt hay gì đó thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người để mọi người cùng biết cũng như chọn cho mình một những cái phần thịt mà nó ngon trong gia đình. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi chiên cá tara bên Thái. Thì cá này thì mọi người phải lưu ý một xíu, tại cá này là cá mà ở các siêu thị là người ta bỏ ở đông lạnh nha. Thì mình nên là mình sẽ cho nó là ngập dầu, nó phải nhiều dầu hơn là chiên cá hamachi nha. Thì cá này nó cũng được làm sạch rồi nha mọi người. Rồi nguyên một vị cá thì nó tầm 500 g, nhưng mà cái đĩa này thì mình lấy ra 300 g thôi, tại vì nếu mà chiên hai loại mà có ba người ăn, anh hai ông anh mình nữa thì sẽ ăn không hết, nên là mình sẽ cắt bớt lại và mình chiên khoảng 6-7 con thôi. Thì một vị của nó cũng tầm mười mấy con mọi người. Rồi mình cho dầu vào thì mình sẽ cho một ít muối vào để cho cá nó không bị nói chung là để cho một ít muối vào để cho nó cá nó không bị bụng nha, và chiên nó cũng không dính vào mặt chảo. Rồi mình cho muối vào thì mình sẽ khuấy đều lên, rồi mình sẽ cho những con cá này vào nha. Cá này thì nó đã được chế biến sẵn rồi nên bây giờ mình chỉ mua về xong cái mình chiên lên thôi. Rồi cái này là cực kỳ lưu ý nè, cái chỗ mà bước chiên cá này nè, mà mọi người muốn cá nó không bị nát hoặc là nó không bị vỡ ra thì mọi người đừng có trở liền nha, mọi người cứ bỏ vào để im đó luôn. Mình cũng nghe hay mọi người chia sẻ nên bây giờ mình cũng sẵn mình làm nấu cơm mình ăn này, thì mình cũng có chiên cá nên là mình sẽ làm clip này để chia sẻ tất cả mọi người đó. Thì mình bỏ vào mình chưa có trở liền một đảo sau á thì mình trở thì cá nó sẽ không bị vỡ. Lúc đó thì lúc mà độ sôi của dầu cũng như là nó sẽ làm định hình con cá nó cứng lại, nó sẽ không, lúc mình trớ á thì nó sẽ không bị vỡ. Còn nếu mình bỏ vô liền thì lúc đó con cá nó đang mềm mà dầu nó nóng nữa thì nó rất là dễ bị vỡ. Nên là mọi người lưu ý ở cái bước này nha, phải để cho tầm một đảo sau rồi mọi người hãy trớ, cảm giác thoát con cá rồi nó xanh lại nó cứng á thì mọi người trớ đó, mình trớ thì nó không bị sao đó, chứ không là nó sẽ bị gãy là nha mọi người. Mọi người hết sức là cẩn thận là với cái chiên cá này. Mình ngày xưa mình chiên á, mẹ mình mà biểu mình chiên cá hay là làm gì á là mình chỉ bỏ vô cái mình sợ nó cháy á mọi người, xong cái là mình đảo lên tới đầu là con cá nó nát tương luôn. Lúc đó là xong đem ra dĩa mà cá nó bị nát á, nhìn trưng bày nó cũng không đẹp, mà cá nó bụng quá thì ăn nó không ngon. Lúc mà cá nó vụn qua nó bị cháy á, ngày xưa là mình cứ chiên kiểu đó. Thì sau một thời gian mà mình cũng như tìm hiểu hay là mình nghe mọi người chia sẻ thì mình cũng thấy chiên được nhiều cái hay, bây giờ mình học được những cái lạ đó. Con cá nó không hề bị gãy nha mọi người, chứ cá mà cá đông lạnh mà mọi người về rã ra xong xong cái mọi người đi chiên mà mọi người đảo lên là nó sẽ bị gãy liền đó. Con cá của mình cực kỳ nhìn nó không có bị vỡ ra này, mọi người có thể thấy đó. Thì mình sẽ nói sơ qua một xíu cho tất cả mọi người biết về cái loại cá minh thái này. Thì cá minh thái này nó được nó nói chung là nó sinh sống ở cái vùng Bắc Thái Bình Dương, và nó là một cái loài cá biển nha mọi người. Thì cái loài cá này á nó có họ với cá tuyết, nhưng mà cá tuyết á thì nó giá thành nó cao, cũng như là nó được ưa chuộng ở những cái nhà hàng mà 4-5 sao trở lên. Thì đó là con cá tuyết, nó cái giá thành của nó thì cao, nhưng mà con cá nó cùng họ với con cá tuyết thì đó là con cá minh thái mình đang chiên ở này.
thì con cá này á thì cái giá thành của nó thấp hơn nha mọi người, và nó được được nước Nhật hoặc là Hàn Quốc hay là ở các nước mà đang phát triển á, các nước mà phát triển á thì người ta rất là loại thích loại cá này. Thì cá này á ở các nước phát triển thì người ta hay dùng cho các món như là sashimi hoặc là ăn sống á mọi người. Còn ở Việt Nam mình thì nhắc đến ăn sống thì nó hơi bận bợ một xíu á, nhưng mà mình á thì mình ăn sống vẫn được, nhưng mà mình ăn sẽ ăn những loại như cá hồi xong cái mình chấm với wasabi thì cái đó mình ăn được. Chứ như mà cá bên Thái này mà đem đi ăn sống thì mình thấy nó hơi bận bợ, tại mình nhìn nó giống con cá bóng ở Việt Nam mình á, nên là mình sẽ chiên nó lên đó. Thì hôm nay đó là mình sẽ chiên nó lên và mình ăn với một số loại rau sống cùng với tất cả những anh em làm chung công ty với mình. Đó là thành phẩm của mình sau một thời gian chiên. Thì mình có một đĩa đó là cá cam hamachi và một đĩa cá tara minh thái đó. Cá nó hơi cam cam một xíu nhưng mà nó không bị vụn nha. Đó, cứ mọi người cứ theo cái cách chiên của mình là cá chắc chắn đảm bảo với mọi người là nó sẽ không bị vụn. Rồi bây giờ mình sẽ làm nước chấm nha. Nước chấm thì chắc chắn mình phải có, mình làm nước mắm á, mình chấm nước mắm chua ngọt á, nên là mình sẽ cho một ít tỏi cũng như một ít ớt này, một ít mì chính này. Mà mì chính á thì mọi người lưu ý là mọi người cho ít thôi. Mình tìm hiểu được cái này, mình cũng tìm hiểu được đó. Thì mình tìm hiểu á thì cái mì chính này á thì nó ở trên mạng xã hội nó sẽ chia ra hai trường phái, hay là trên báo đài á thì mình có tìm hiểu qua, thì mì chính nó chia làm hai trường phái. Một bên thì kêu mì chính nó không tốt, và một bên thì kêu mì chính nó không có hại cho sức khỏe, nó ảnh hưởng đến thần kinh. Nhưng mà theo mình á, theo cảm nhận của cá nhân mình thì mình thấy á, là mì chính cũng không hẳn là xấu, cũng không hẳn là tốt. Nếu mà mình sử dụng với một lượng vừa phải thì nó sẽ không ảnh hưởng, nên là mình sẽ dùng ít thôi. Mình muốn là cho nó có một cái vị ngọt tự nhiên một xíu, nên là mình sẽ cho ít thôi. Chủ yếu là mình cho những cái gia vị mà của tự nhiên nó nhiều hơn, ví dụ như là tỏi này, ớt này. Nếu mà chúng ta cho nhiều quá thì nó cay, mọi người ăn không được. Còn mình thì hiện tại mình đang có, mình nhà có ba anh em thôi, nên là ba anh em ăn với nhau thì mình sẽ cho ớt thôi. Ai con trai mà, tại vì con trai mà ai cũng thích ăn cay, nên là mình sẽ cho nhiều ớt một xíu. Rồi khi mà bầm nhuyễn thì mình sẽ cho một ít đường vào. Thành quả của mình là một chén nước chấm như thế này, chua ngọt. Thì sau khi mình chế biến xong thì anh Bảo nãy giờ anh ngon lấy rau rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ với anh Bảo sẽ ăn thử cái cá này. Thì đầu tiên anh ăn cá thử cái này thử đi. Anh nhìn có biết cái gì không? Được. Hả? Được. Anh nghe cho em thử. Và nước mắm nè. Sao? Vị của nó như thế nào? Dạ, ngon. Thơm không? Thơm. Mà không ăn, không tâm. Không, nhưng mà giờ anh biết cái gì nữa thì gọi là quá đỉnh luôn rồi đó. Hả? Đã biết. Rồi, anh em thử cái này đi. Cái này thì gấp miếng to luôn, gấp miếng bự luôn. Ê, đó. Nào. Cái này nó không giống con cá khác đúng không? Thôi thì bây giờ mình sẽ ăn cá cũng như với hai cá này, với những loại rau này như thế này. Thì cá này mình có thể ăn những rau sống và dưa leo như thế này, rất là hợp. Và những cái một chén nước mắm mình đã chuẩn bị như thế này. Rồi anh đi báo. Ủa cá này cái vị nó rất là lạ nha. Nó thơm đúng không? Thơm, dai. Nó thơm mà nó dai, nó béo hả? Nó không có mùi tanh. Mà mình chỉ
chiên bởi dầu chứ mình không có một cho thêm một cái gia vị gì, nhưng mà nó cực kỳ ngon. Tụi mình dĩa cái phần cá này cho mọi người xem. Đây, cá của nó còn nhìn cái màu rất là đẹp. Nó mình chiên vừa thôi, nó không có khô quá nha mọi người. Mình chiên vừa thôi thì nó ăn sẽ ngon hơn. Thì nó, cái cách làm nó cũng tương tự như mọi việc Tết. Thì mỗi ngày mình chỉ trốn một lần thôi thì nó sẽ đều hơn. Bây giờ mình sẽ đưa ăn kèm với rau sống. Có vẻ đỡ thích ăn cái con cá này hơn là cá kia ta, đúng không? Cực kỳ ngon luôn mọi người. Ăn thêm một miếng lên. Cực kỳ ngon, bây giờ mình sẽ thử qua cá này. Với sự hỗ trợ của Bảo thì mình đã dĩa được một miếng cá như này. Thì đầu tiên là mình sẽ ăn không. Cá này cũng ngon anh. Nó cũng không hề bơ lắm, nó có mùi vị dai dai, giòn giòn và thơm thơm. Bây giờ mình sẽ thử không? Thử một miếng mà mình cuộn với cái này, xem nó cái vị nó như thế nào. Thì ăn kẹp rau sống thì nó lắm. Cực kỳ ngon luôn mọi người. Rồi nó lại kết thúc. Thì sau khi mình ăn vừa hai cá này á, thì mình nói thì mình nói mọi người nêu cảm nhận về nó thì mình nói rất là đúng. Nó rất là ngon. Và nó không có dính những loại cá khác, mà nó có cái vị đặc trưng của nó là nó giòn, dai dai và thơm, cũng như nó có một cái độ béo vừa phải, chúng ta rất là vừa ăn. Cái cá này thì chúng ta có rất là nhiều cách chế biến, nhưng mà mua về xong chế biến như này thì rất là tiện. Thì đối với một người mà lười như mình thì mình sẽ chỉ cần về mua về xong cái mình đã đông ra, xong cái mình áp chảo là nó được một miếng như này, và mình ăn kèm với rau như này, hoặc là chúng ta có thể ăn kèm với cơm thì nó cũng không có tốn nhiều thời gian chế biến của tất cả mọi người. Thì clip của mình và giới thiệu và cũng như ăn thử hai cái loại cá hamachi và cá tara minh thái của mình đến đây là hết. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.